Rồi, kênh Qua Xứ Tây Ninh xin chào tất cả các bạn. Rồi, cũng chúc một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha mọi người. Hiện tại thì mình đang đứng trong dưới chân khu du lịch núi Bà Đen Tây Ninh nha mọi người. Bữa nay là ngày rằm tháng Giêng năm 2020. Bữa nay mình mời mọi người cùng mình tham quan chùa Bà Đen Tây Ninh nha mọi người. Đó, đây là phong cảnh ở dưới chân nè mọi người. Nhìn rất là đẹp không? Ở đây ở bên này, bên đây là bên cái nhà ga cũ nha mọi người. Đó, có cái lồng đèn thiệt là bự luôn nè, rất là đẹp. Bữa nay rằm mà nó rất là vắng khách nha mọi người. Nhưng theo như những năm trước đó, là bữa nay là coi như là nghẹt người ta luôn đó. Mà bữa nay cát nè. Đó, cáp treo nè, đây là cáp treo cũ, bữa nay là không có một bóng người luôn, chỉ có le que vài người à. Tại bữa sau bữa nay hiện giờ mình đi bên cáp cũ đó, chứ như cáp mới là nó nằm hướng phía bên kia kìa, phía ngoài cổng chính á, ngoài đó là cái cáp mới đó. Người ta đi cáp bên đó nó nhiều hơn bên đây, bởi vì bên đây nó cũng hơi vắng khách. Nhưng mà đó, mình quay sơ qua cái khuôn viên tại cái cáp treo cũ nè. Rồi giờ mình mời mọi người cùng mình tham quan chùa Bà Đen Tây Ninh nha mọi người. Hiện tại thì mình đang ngồi trong cabin của cáp treo cũ đó mọi người. Nó còn cáp treo mới là nó hướng bên đó mọi người. Đó, nó hai tiếng cáp luôn. Một tiếng là nó lên thẳng ra chùa hang luôn, còn một tiếng trên là mình đi đỉnh á. Đó, đi đỉnh rồi nhà ga trên đỉnh đó mọi người. Đó, bữa nay ngày rằm mà nó cực kỳ vắng khách luôn nha mọi người. Đó, cabin mà chỉ có một mình đi thôi. Đó, rất là vắng luôn. Nhưng mấy năm trước là mình phải chen lấn sắp hàng cả tiếng, mấy tiếng đồng hồ mới có thể lên cabin để cáp treo được. Còn bữa nay trong một cabin chỉ có một mình đi thôi. Rất là vắng luôn. Ví dụ mình không nói ra nhưng mà mọi người cũng biết là lý do vì sao nó vắng rồi. Tại bữa nay là ngày rằm tháng Giêng năm 2020 nha mọi người. Tại nhiều khi mình không nói nó kỹ càng quá sợ nó vi phạm á. Đó, đây cáp treo mình đang lên nè. Yeah.
Đó, bây giờ mình lên tới mặt sân chùa Bà rồi nè mọi người. Nó có ai mà có muốn cầu nguyện bình an, nhiều sức khỏe trong năm mới thì nhắn tin cho mình nha, để mình lên mình cầu nguyện cho mọi người luôn nha mọi người. Ở đây các bạn thấy sân này rộng không? Ngay chỗ này là lúc trước là cái nhà ăn của chùa Bà chứ mà. Cái nhà ăn chay á. Nay người ta đập ra, người ta làm cái sân này. Đó, để mình lên phía trước mình quay cho mọi người xem nha. Đó, năm nay rất là vắng khách đó mọi người. Mặt sân rất là thương người luôn. Như mấy năm trước là ở chỗ này nó chặt nghẹt người ta hết luôn. Còn lấy chim lấy cung. Ở phía trên đó là cái nhà ga mới đó mọi người, cái nhà ga cáp treo mà người ta đi thẳng lên hướng chùa hang luôn á. Đó mọi người, nếu như có đi núi thì mình đi cáp treo mới đó, mình lên thẳng cái chùa hang luôn thì nó sẽ dễ hơn nha mọi người, nó tiện hơn. Chút nữa mình sẽ qua bển mình quay cho mọi người xem. Ở dưới này, đây dưới này ta làm nhiều cái mặt sân để mình nó rộng ra nè mọi người. Nó 2-3 tầng nữa nè. Hôm nay mà mình muốn đi du lịch núi Bà Đen thì mình không sợ chen lấn nữa nha mọi người. Đó, cái này ngay Điệt Bà nè mọi người. Rất là thơ luôn. Cái này như mấy năm trước là người ta phải xếp hàng chen lấn vô để xin lọc bà đúng không? Hôm nay rất là thơ luôn. Cầm chánh tiền bà nữa rồi. Mình quay cho mọi người xem nha. Chị em đâu rồi? Gì anh sao? Thấy mình hết rồi, nó chi mất cười mày gì? Đừng có hơi quay tao luôn nha.
quay luôn chứ. Có anh này anh gác cổng ngoài cổng vô điện bàn đây nha, rất là vui nè. Nếu ai lên điện bàn được gặp anh này anh cho vô à. Rồi giữ rồi. Phía dưới này nó làm rất là nhiều. Cao chấp chót luôn. Cái này là bên trong nhà ga cáp treo trên chùa Hang luôn rồi. Đó, mình đi cáp treo mới là mình đi thang cuốn vậy nè. Có thang cuốn nó đưa mình. Rất là hiện đại luôn. Thử là đi thang máy một chút cho vô nha mọi người.
Rồi bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại lần sau nha.